Trận chiến cuối cùng, phần 1 trên 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 5 tháng 3 năm 2005 ở Hungary. Có gì mới không? Có tin gì vui không? Dạ, thức ăn thuần chay Ấn Độ rất ngon. Thức ăn ngon. Ồ, tin đó vui. Làm sao không để ý cho được? Thức ăn thuần chay Ấn Độ ngon. Quý vị thích lắm không? Dạ, thích. Tốt lắm. Có muốn ăn nữa không? Hôm qua tôi ra ngoài phố để làm việc gì đó trong lúc chờ đợi. Tôi đi ăn với vị sư huynh lái xe, vì anh ta biết mọi nơi trong thành phố. Lúc đó tôi chưa ăn uống gì cả. Chuyện đó là thường. Hôm nay cũng vậy, tới 3-4 giờ chiều mới ăn. Chúng tôi đến đó ăn. Tôi nghĩ thức ăn thuần chay đó ngon, nên tôi bảo anh ta mua nhiều cho quý vị ăn hôm nay. Mùa của hội Hare Krishna. Hội Hare Krishna. Họ nấu rất ngon. Mấy người xuất gia đều nấu. Tôi có nói là tôi gặp một vị thánh đẳng cấp thứ tư. Ông là người xuất gia bên đó, nhưng không phải là đẳng cấp thứ năm. Khó lắm. Khó đạt được đẳng cấp thứ năm. Nếu không có pháp môn Quán Âm và lực lượng thật sự, lên được đẳng cấp thứ tư là đã tuyệt lắm rồi. Lên đẳng cấp thứ năm, thật sự cần phải có gì đó. Và để lưu lại ở đó thì càng cần nhiều hơn. Cần phải tuyệt đối nương nhờ vào ân điển. Không nỗ lực nào của con người mang quý vị lên đó được. Không bao giờ. Đó mới là vấn đề. Nhiều người không hiểu. Dù cho mình rất thánh thiện, ăn chay từ trong bụng mẹ, hoặc không ăn gì cả, ngồi suốt ngày đêm đến nỗi rụng bàn tọa, nhưng nếu không có ân điển của lực lượng vĩ đại thì không bao giờ lên được đẳng cấp thứ năm. Chọn lọc rất khắt khe. Cho nên ngay cả trong đoàn thể của chúng ta chỉ có 23 vị thôi, như tôi đã nói. Bởi vì cho dù minh sư mang quý vị lên đó, đôi khi minh sư mang quý vị lên đó, có lúc quý vị không biết, nhưng cũng có lúc biết, quý vị biết là hôm nay hoặc tối qua có gì khác biệt, đại khái vậy. Đó là khi minh sư mang quý vị lên, nhưng quý vị không chịu nổi, nên nôn mửa hoặc bị sau đó, say sóng, say máy bay, sợ chiều cao, rồi rớt xuống. Ôi, mình sẽ đi xuống trước. Đợi một chút rồi một lát lên trở lại. Rất khó để giữ những gì mình đang có. Không ai dùng nỗ lực của con người mà lên được đẳng cấp thứ năm. Không bao giờ có chuyện đó trong toàn cõi sáng tạo. Bởi vì cảnh giới thứ năm sát với nguyên thủy là lãnh thổ của Thượng Đế. Lãnh thổ nguyên thủy thật sự của Thượng Đế. Quyền năng rất nhiều, đúng vậy. Gần như là Thượng Đế vậy. Cho nên những gì chìm bên dưới không bao giờ lên được. Có muốn hỏi tôi gì nữa không? Anh đây rồi. Thưa sư phụ, mấy ngày vừa qua tại con thiền không định lắm và cũng không có ngủ nhiều, nên con có uống cà phê. Khi con nhắm mắt lại, ho à, dạ cà phê, ồ cà phê. Bình thường con không uống cà phê vì không hợp. Con không biết tại sao mỗi lần con nhắm mắt lại, con thấy những thể nghiệm thấp. Bình thường thì không có thể nghiệm.
Bình thường anh cũng có thể nghiệm, bây giờ thì có nhưng thấp. Dạ không, nhưng không, con có, con xin lỗi, con có, nhưng không được rõ ràng như thế này. Giống như lúc mình còn nhỏ, bị bệnh, hôn mê. Giống như là cảnh giới thấp của Atula. Thưa, có phải đó là vì thiếu ngủ không ạ? À? Không, ở đây ai cũng thiếu ngủ. Nhưng anh hay có thể nghiệm giống nhau không? Con chưa bao giờ có như vậy. Thì nó là như vậy mà. Chỉ là một trong những ngày anh đến viếng thăm nghiệp cũ dễ thương. Hỏi thăm nó, sao lại không? Dạ, vì con cũng bị bệnh nặng nữa. Dù là gì đi nữa, đó là người cũ. Người tình cũ, nghiệp chướng cũ. Là người tình cũ, đừng lo, đừng để ý đến đó. Dạ, cứ tiếp tục rồi sẽ qua thôi. Cảm ơn sư phụ. Không phải tại thiếu ngủ. Thêm nữa, tôi đã bảo quý vị không cần phải vậy. Nếu quý vị muốn thức thì tốt, tôi đề nghị vậy thôi. Nhưng nếu mệt quá thì đi ra ngoài. Mình có toa xe nhỏ. Quý vị cứ ngủ ở đó. Rồi trở lại thiền tiếp. Ở đây có ai thiếu ngủ không? Tôi không biết ai thiếu ngủ ở đây. Lúc tôi ngồi ở đây cả đêm với quý vị, tôi nghe đủ thứ âm nhạc. Tôi không biết ai có thể nghiệm gì không. Chứ âm thanh thì rõ to. Tôi không biết tại sao quý vị lại không ngủ. Người ta thậm chí vừa bay khỏi mặt đất vừa ngủ, huống chi là ngồi trên sàn, thức làm chi cho mất công. Đồng hội đồng thuyền mà. Đừng lo, nếu cưng muốn ngủ thì cứ ngủ. Ở đây mình đâu có gì để làm ngoại trừ ăn và ngồi. Cho nên ngủ chỉ là dư thêm một chút thôi. Đâu có gì quan trọng. Mấy chú chó cũng vô toa xe của tôi ngủ. Ngáy suốt đêm, ba chú chó đều vậy. Tôi bảo, thiền nghĩ đến Thượng Đế, đừng ngủ. Họ thưởng thức ban đêm của chó đi chơi đâu đó. Tôi không biết làm sao để an ủi tinh thần anh. Hay là ăn chút kẹo đi. Anh đâu rồi? Vẫn còn trong thể nghiệm. Cảm ơn sư phụ. Dạ không, con không muốn ngủ. Đừng lo. Con chỉ sợ con tu hành không đủ tốt. Bình thường con không thấy thể nghiệm giống vậy. Tôi rất tiếc. Không ạ, à, sư phụ đừng buồn. Có thể tại cà phê. Nếu nói như vậy, thì con cảm thấy đỡ hơn. Nhưng âm thanh và mọi thứ đều tốt. Có lúc các chúng sinh không biết từ đâu đến thăm mình cũng ghê lắm. Mình đang đi suôn sẻ. Bỗng dưng có một tảng đá lớn trước mặt như vậy. Không sao. Đường xấu thôi. Con nghĩ nếu con tránh được, có lúc lỡ đất mà không thành vấn đề. Con biết ơn là sư phụ đã mang con tới. Có lẽ con là người đẳng cấp thấp nhất ở đây, nhưng con thật sự biết ơn sư phụ đã kéo con lên đẳng cấp hiện tại của con. Không sao. Bất cứ nơi nào ở bên trên, đừng có nghiêm trọng quá. Cảm ơn sư phụ. Cưng đừng lo. Ở đây ai cũng giống nhau mà. Hỏi họ đi. Tại họ không nói ra thôi. Chắc anh là người thành thật duy nhất ở đây. Nhưng vậy thì sao? Ai cần biết làm gì? Có người nào muốn thành thật nữa không? Bây giờ lại có màn xưng tội. Chị đó sư huynh, con xin lỗi là sư phụ đã vất vả nhiều với con, với anh và với những người khác. Anh là ai?
Con xin giải thích với sư phụ. Hôm qua khi mới bắt đầu cộng tu, con đã khóc. Con không biết tại sao. Con khóc vài phút. Rồi con tự hỏi, chuyện gì vậy? Sao bây giờ mình lại khóc? Con cảm thấy sư phụ chịu đau khổ. Vì Ngài muốn đưa con lên từ đẳng cấp thứ ba lên thứ tư. Ngay giây phút mà con thấy được, vì con mà sư phụ phải chịu những rắc rối và sư phụ đau khổ nhiều như thế nào, con thưa với Thượng Đế, Thượng Đế ơi, xin để con ở lại đẳng cấp thứ ba để sư phụ ngưng gặp rắc rối vì con. Ồ, cưng đừng lo. Cưng đâu phải là người duy nhất, nhìn cả nhóm nè. Không sao đâu, tôi thích làm vậy mà. Nhưng cũng cảm ơn anh rất nhiều, anh có nhiều tình thương. Anh thật sự thấy và cảm nhận được à? Dạ phải, ồ, tôi rất tiếc. Chắc tấm màn bị rách hoặc cái gì đó bị hư. Lúc đó, một mặt con nhận ra là con rất khờ dại. Vì tình thương của Thượng Đế chính là sư phụ, và ân điển của Thượng Đế là sư phụ. Ân sủng của Thượng Đế cũng là Ngài. Còn là ai mà dám mong gián đoạn công việc của Ngài? Nhưng mặt khác, lòng thành của con, từ đáy lòng con phát ra tiếng khóc, hiểu. Con xin lỗi đã làm phiền Ngài. Không sao. Đến đây nào, ôm một cái. Tôi rất tiếc là anh phải cảm nhận và thấy một chút những gì đang xảy ra. Chắc tại anh muốn thấy và muốn biết nên mới như vậy. Đa số mọi người không biết và không thấy, như vậy tốt hơn. Vì nếu thấy nhiều quá, biết nhiều quá thì rất đau lòng. Dạ, nhưng đừng lo, không sao đâu. Họ không chỉ tấn công tôi, họ tấn công tất cả những gì mà chúng ta có. Gần đây hết chuyện này đến chuyện nọ xảy ra, cứ đổ xuống xung quanh. Tôi đoán là anh rất gần rồi, nên anh cảm nhận được một chút. Tôi rất tiếc, anh nên. Tôi sẽ xem lại ống khóa của anh, có thể nó bị hư rồi. Dạ không sao ạ, tôi sẽ khóa lại. Có thể người nào đó bất cẩn mở một cánh cửa nhỏ. Rồi anh nhìn trộm vào, thường thì tất cả đều bị khóa lại. Tôi gần gũi với quý vị, tôi đoán vậy, rất gần nên anh cảm nhận dễ hơn. Có ai cảm thấy như vậy không? Không à, hy vọng là không. Cầu xin Thượng Đế để đừng thấy, bởi vì nó không được hay cho lắm. Vì vậy, con xin kể tin vui. Nói chuyện gì vui? Thật là vui khi nói chuyện gì đó. Hôm qua con có thể nghiệm khi thiền Quán Âm, thiên đàng nội tại. Từ trường trong thân thể con rất mỏng. Mỏng, dạ mỏng như là vi tế, ngược với dày đặc. Hiểu, thanh hơn. Từ trường thanh hơn chứ không phải mỏng hơn, dạ thanh hơn, mà là thanh, thanh hơn, tốt. Con có cảm tưởng là nếu con đứng dậy đi, con sẽ đi xuyên qua được thân thể người khác, xuyên qua tất cả mọi người. Dạ, giống như vậy. Thể nghiệm đó tốt. Nhưng đừng có đi xuyên qua chỉ vì cô có cảm tưởng như vậy. Dạ. Tôi nghĩ sư huynh ngồi trước cô không thích bị xẻ làm đôi. Có một câu chuyện cười về một gánh xiếc. Có mấy người đi chung. Họ hỏi nhau, anh làm nghề gì? Người đó nói, tôi lão thuật gia trong gánh xiếc.
Ồ, vậy anh làm gì trong đó? Anh ta nói tôi cưa mấy cô gái ra làm đôi. Tôi cưa mấy cô gái ra làm đôi. Ồ, vậy à. Nhưng anh có em gái phải không? Đúng rồi, tôi có 6 cô. Em gái cùng mẹ khác cha. Chắc là người mẹ lấy chồng khác hay sao đó, nhưng nghe giống như là trùng hợp. Mình kể vài chuyện vui đi, tôi nhớ gì kể nấy. Có một cậu bé về nhà hỏi. Trong trường họ đang dạy về sinh sản em bé và mọi thứ. Đứa bé về nhà hỏi, ba ơi, con từ đâu đến? Người cha trả lời, ồ, một con cò mang con đến. Đến từ con cò. Đứa bé 5 tuổi cảm thấy rất khó chịu. Nó nhìn ba nó rồi nói, ba, có rất nhiều phụ nữ đẹp, mà sao ba lại đi chơi với một con cò? Người cha nghĩ là đứa bé không biết, nên nói là nó đến từ con cò. Phải cẩn thận mình nói gì với mấy đứa nhỏ. Tôi có rất nhiều chuyện cười rất vui, đáng lẽ tôi phải mang theo. Bây giờ quý vị mới cười. Thông dịch bây giờ mới xong ha. Buồn cười. Mấy đứa bé tếu lắm. Đứa bé về nhà hỏi cha. Ba ơi, tên ngốc nghĩa là gì? Người cha nói, à, đó có nghĩa là một người ngu lắm. Không hiểu gì cả. Nhưng sao con lại hỏi vậy? Dạ, tại hôm nay thầy giáo hỏi. Tên ngốc nào giúp em làm bài vậy? Tội nghiệp ông bố. Ngày Chủ nhật, mục sư hứng chí lên, thành ra giảng rất lâu, khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi chợt nhớ ra. Mục sư nói, tôi xin lỗi Chúa ơi, tôi để quên đồng hồ ở nhà. Một người nói, dạ nhưng có tấm lịch sau lưng mục sư. Nói lâu quá. Thế này tốt hơn, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Có câu hỏi gì nữa không? Chuyện hay, chuyện dở. Nếu mình ngửi mùi trầm. Ồ, phải, mùi trầm. Hương trầm. Ý con là lúc ban ngày không nằm mơ. Tôi biết như vậy tốt. Có nghĩa là lúc đó tâm thức của cô được nâng lên, cảnh giới cao hơn một chút. Có nghĩa là cảnh giới cao hay trong lúc đó, giây phút đó, nhiều khi linh hồn mình tự nhiên được nâng lên một cảnh giới cao hơn trong giây phút đó. Cảm ơn sư phụ, không có gì. Tại sao quý vị lại muốn ở lại sau Chủ nhật? Cái bàn tọa của quý vị vẫn chưa rụng hả? Vẫn còn ở đó hả? Quý vị thật tình muốn ở lại sao? Thấy không được thoải mái, nhìn mà thấy khó chịu giùm cho quý vị. Quý vị chịu nổi à? Bàn tọa của quý vị chắc phải bằng sắt hay gì đó. Thưa sư phụ, ngài có lời khuyên thiết thực nào về cách thiền trong một nơi chật chội? Một nơi chật chội? Dạ, có đông người ạ. Tôi không biết ngồi chồng lên nhau hay làm chi đó. Mang theo một cái thùng.
Bên Miến Điện họ tu như vậy. Nếu quý vị than phiền, sư phụ ơi, con đau chỗ này, đau chỗ kia, tại con ngồi kiết già lâu quá, con chịu không nổi, thì vị thầy sẽ để quý vị trong một cái thùng. Nếu học trò than phiền nữa, sư phụ ơi, con mệt quá, thì ông thầy nói, được, cứ lặp lại. Tôi mệt, tôi mệt, tôi mệt. Cho đến khi chán thì thôi. Nếu nói sư phụ ơi, con đau ở đây, ông thầy nói được, đau, đau, cứ lặp lại đi. Thành ra nếu anh thấy chặt quá, thì cứ lặp lại cho đến khi quên nó đi. Tôi xin lỗi, anh không cần phải thiền ở đây. Anh đi ra toa xe. Dạ không, con không sao ạ. Không phải, lát nữa anh ra ngoài toa xe, chỗ đó rộng hơn. Tôi ở đây để gặp mọi người, nên có nhiều người đến. Nhưng buổi tối có vài người, họ ra ngoài toa xe thiền. Vậy đó, nói đi. Con có câu hỏi. Ban đêm có lúc con ngủ và nằm mơ. Con biết con ngủ gục vì con nằm mơ. Mấy giấc mơ đó hoàn toàn vô nghĩa, không là chi cả, nhưng con có rất nhiều. Khoảng 20 đến 25 giấc mơ khác nhau. Như vậy, có phải tâm thức của con được trong sáng hơn? Không, không. Khi ngủ, bất cứ gì, mơ bất cứ gì không thành vấn đề. Bởi vậy, tôi mới nói đừng ngủ. Nếu không muốn nằm mơ, bậy bạ thì đừng ngủ. Đơn giản quá mà. Đến ngồi với ba chú chó của tôi. Họ ngáy làm cho quý vị thức. Chú chó đen nhỏ. Tôi bỏ chú trên ghế salon. Trong toa xe có phòng ăn. Ghế salon kê sẵn ở đó. Tôi lấy một cái gối để ngồi thiền. Tôi đã nói rồi, họ không dám đến gần. Bây giờ thì dám rồi, đặt chân lên một chút, thử chừng 2 phút rồi đi ra. Tôi để chú chó nhỏ lên giường. Một lát sau, hình như chú nóng hay sao đó, vì trên đó cao ấm hơn phía dưới. Nên chú đi ra góc ghế salon. Giờ bốn cẳng lên trời, nằm ngủ. Ôi, chuyện khó tin. Tôi không biết sao chú ngủ như vậy được. Tôi đoán là chú để hai chân hơi dựa vào thành ghế salon. Rồi hai chân kia giơ lên như vậy. Tôi thấy chú ngủ và ngáy. Dễ thương lắm. Bởi vì đã lắp đặt sẵn như vậy rồi. Tôi lấy cái bàn ra. Nên còn lại giống như hình chữ U. Tôi để một chiếc giường ở đó định cho chú chó lớn hơn. Nhưng chú nào cũng thích. Nếu cô nàng chó không có đó thì chú chó nhỏ xuống. Nếu bồ dô đến gầm gừ thì chú chó nhỏ bỏ đi. Khi bồ dô đến, họ thay phiên nhau lên giường. Ở đâu cũng có giường nhưng họ thích cái góc đó lắm. Họ thích lắm. Chú chó đen rất dễ thương. Chú ngủ trên ghế bên cạnh cái giường, giơ chân lên trời. Thật đó, giơ cẳng lên trời. Rất buồn cười. Họ rất dễ thương. Vô cùng ngoan ngoãn. Vì có đôi khi tôi vào nhà tắm rửa tay này nọ. Nếu họ ở gần cánh cửa, cho dù tôi không đụng đến họ, nhưng cánh cửa ở gần đó, vậy là họ đi qua góc khác. Chờ cho đến khi tôi xong rồi đóng cửa lại, rồi họ mới trở về giường nằm đó. Lúc nào cũng rất thông minh. Những chúng sinh tuyệt vời. Được rồi. Có lúc tôi vỗ về họ một chút trước khi đi ngủ. Tôi gãi chỗ này, xoa bóp chỗ kia, thương, 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 rồi tôi đi. Tôi đâu có đó xoa bóp hoài được. Nhưng khi tôi đến chỗ ngồi thiền, thì cậu chàng đi theo. Để đầu ngay trước mặt mình, giống như vậy. Quý vị không cần phải có thần thông. Không cần phải biết cách nói chuyện với loài vật. Họ làm những cử chỉ để cho mình hiểu. Họ rất dễ thương. Họ thích ở trong đó. Ngày đầu họ không biết chuyện gì.
nên không thích vào đó. Nhưng khi anh chàng này ôm chú chó lớn luôn sủa và gầm gừ. Khi anh chàng ôm chú rền hừ hừ hừ. Có không? Dạ có. Chú không tin nổi, như là rất thích. Và hơi mắc cỡ một chút, tôi nghĩ chú to lớn có thể cắn hoặc gầm gừ, nhưng không, chú chỉ hừ hừ. Anh ta bế chú trên tay. Vì chú đã được lau rửa một chút, bế chú lên và mang chú vào toa xe, chú rên, nhưng không phải là khóc. Rên từ đó cho đến khi chú được đặt xuống toa xe. Hừ hừ, anh chàng to con như vậy. Quý vị nhìn thấy chú rất là cứng cỏi, chó giữ nhà này kia. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bên trong chú chỉ là cọng mứng, nấu đã quá nhũng. Chú rất hiền, rất dễ thương. Tôi không tin nổi là họ là như vậy, hiền lắm. Chú mềm nhũng trong tay anh chàng. Chú chó lớn lúc nào trông cũng rất oai. Nhưng nằm trong tay của anh chàng này thì chú chỉ hừ hừ. Chú thích và mắc cỡ như là chưa bao giờ, tôi đoán là chú trước đây chưa bao giờ được như vậy. Chú giống như một em bé dễ chịu, trìu mến, dễ thương vô cùng. Được rồi. Tôi kể để quý vị thư giãn một chút. Phật ở đây nghiêm quá, tôi không chịu nổi. Kính thưa sư phụ, nói đi, con có câu hỏi về ngủ. Dạ, ngủ trong lúc thiền. Con hoang mang, không biết là con có ngủ hay không. Mọi người chung quanh đều vỗ đầu, vỗ vai con. Tối hôm qua con cảm thấy rất dày vò. Con đang tập trung thiền Quán Âm, thiền đàng nội tại thì có người vỗ vai con nói con ngủ gục rồi ngáy. Rồi con niệm năm hồng danh. Ai vỗ vào cô? Sư tỷ ngồi cạnh bên người phương Tây. Trong lúc thiền quán ánh sáng thiên đàng nội tại, con niệm món quà mà sư phụ dạy. Cũng có người vỗ đầu nói là con đang ngáy. Con nói là con đang thiền, cô có ngáy thật không? Con nói con không có ngủ, đôi khi con cũng có ngủ, lúc đó con biết. Khi con mê đi, con biết là con có ngủ, nhưng khi con tỉnh, hoàn toàn vẫn có người vỗ kêu con. Thì nói họ đừng làm phiền cô, dạ. Nên con nói với sư phụ ơi, con phải làm sao đây, giờ con thậm chí không còn dám thở nữa. Ngoài ra, trước đây, con không bao giờ ngủ khi thiền. Sau đó có một thời gian đằng sau con phát ra năng lượng gì đó. Thế là linh hồn của con đi mất. Từ đó mỗi lần ngồi thiền, con không biết là con nhập định liền hay là ngủ gục. Khi có ánh sáng thiên đàng nội tại hoặc âm thanh thiên đàng nội tại nào xuất hiện là con đi mất. Từ đó trở đi con hay ngủ gục, mỗi lần ngồi thiền là con đi mất tiêu. Không sao. Nhưng con cũng có ngáy nữa. Không sao. Cô ngồi xa ra một chút thì không có ai quấy rầy cô. Rốt cuộc con không biết phải làm gì khác. Con để gối trên đầu để cho nó khỏi rơi xuống và ngồi thiền. Treo tóc lên tường hoặc trên trần nhà. Cũng may là ngày mai con về nên con sẽ không làm phiền ai nữa. Không sao, nếu con muốn người khác quấy rầy thì con ngồi trong một góc nào đó. Nó ngoài sự kiểm soát của con. Một khi con bắt đầu ngồi thiền là đầu con gục xuống sát đất như là có bị cái gì đó kéo xuống. Không có sao. Cô ta nói khi cô ta không ngủ nhưng lại có người vỗ vai vỗ đầu nói là cô ta ngủ gục. Cô ta nói không phải vậy. Cô ta nói khi nào ngủ thì cô ta biết, nhưng có lúc cô không ngủ. Vì đang niệm những câu mà tôi đã dạy. Nên cô ta nói, tại sao vậy? Đừng có đụng vào cô ta nữa nha. Tôi kêu cô ta ngồi trong góc, nếu không muốn người khác làm phiền. Cô ta nói có khi ngồi linh hồn cô đi ra. Nên giống như là ngủ. Cô ta nói như vậy. Nếu đoàn tu không làm ồn, dù đầu có gục xuống cũng đừng kêu người ta dậy nha. Bởi vì thật ra có lúc linh hồn đi ra, thân thể gục xuống như vậy. Tôi đã nói với họ rồi. Khi đầu cô gục xuống, đừng làm phiền cô nữa. Được chưa? Dạ. Yeah. Vui quá ha. Tiếp tục được không ạ? Con xin phép nói về chó được không? Được chứ, sao lại không? Chúng con có một chú chó tên là Charlie.
Đa số mấy chú chó đẳng cấp cao không ạ? Bởi vì bây giờ nghĩ lại con thấy chú rất bình an, rộng lượng. Chúng con có một chú bò trong nông trại. Chú chó chăm sóc chú bò như là mẹ của chú bò vậy. Thú cưng của cô. Chú chó của cô mất rồi. Chú bò con. Dạ. Chú mất cách đây khoảng 5 rưỡi. Thế còn chú bò con thì sao? Dạ. Chú nuôi nấng và thường rửa ráy chú bò như là mẹ của chú bò vậy. Khi lớn lên, chú bò trả ơn chú chó bằng cách liếm tay chú chó mỗi ngày. Và vì chú chó thường chùi sạch tay của chú bò như là mẹ của chú bò vậy, nhưng con không biết đó có phải là tất cả đều là đẳng cấp cao hay không ạ? Vì chú trông rất an bình, rộng lượng. Một chú chó siêu đẳng, không cao lắm nhưng đẳng cấp thứ 3. Tôi có gặp nhiều chú chó đẳng cấp thứ 3. Mấy chú chó của mình ở đây đều là đẳng cấp thứ 4. Dạ, Bojo là cao nhất, chú chó đen trung bình. Còn Ladi vẫn còn thấp một chút. Gần đây họ được nâng lên. Nhưng trước đó, họ cũng đã ở đẳng cấp thứ 3 rồi. Họ rất tuyệt, họ ở đó không làm hại gì ai. Anh Sóc cho họ ăn thức ăn thuần chay mỗi ngày, nên họ yên lặng, hiền. Ở đây không có gì quấy rầy họ. Mặc dù đời sống của họ hơi khổ hạnh một chút, nhưng họ vui. Họ sống như đạo sĩ. Họ sống như đạo sĩ. Ở đây có ai nói chuyện được với chó không? Không. Anh ta nói gì không hả? Ngày đầu tiên con đến, mấy chú chó rất bình thường. Họ biết họ làm gì và biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chỉ có chú chó đen nhỏ đến bên con và nói cô tốt. Bởi vì mấy chú chó kia không thân thiện lắm, không đến gần con nhiều. Nhưng chú chó đen nói với con, nhưng cô tốt. Chú đến chào cô ha. Dạ, dễ thương quá. Mấy chú chó kia không thân thiện lắm. Không nói gì nhiều, chỉ mang bánh mì đến thôi. Bong bóng đâu rồi? Về rồi à? Về rồi hả? Dạ, đang làm hộ pháp. Hộ pháp. Thấy không, Bojo mang một miếng bánh mì đưa trước mặt bong bóng. Chắc chú nghĩ anh chàng này to con, cần ăn nhiều. Tôi cảm động vô cùng. Tôi cũng rất cảm động. Chú chó đen nói nhiều lắm. Chú nói với tôi trời lạnh, ở ngoài lạnh, nên tôi mang chú vô trong. Ngày đầu họ lắm đầy bùn. Tôi lo là nếu tắm cho họ tối hôm đó, thì họ sẽ căng thẳng hơn vì đó là lần đầu tiên, nên tôi nói thôi không sao, cứ nhảy vô. Chú chó đen luôn luôn nhảy chồm lên người tôi. Nhưng bây giờ chú không nhảy nữa, trừ khi tôi có phó mát thuần chai, hai chú chó kia đến gần rồi chú nhảy lên. Vì tôi nói với chú, ta không có nhiều quần áo, ta chỉ có mỗi bộ một màu, cần để làm việc cho nên đừng nhảy nha. Bây giờ thì họ ngồi. Lần nào quý vị cũng thấy họ ngồi yên. Mấy chú chó này rất thông minh. Họ tuyệt vời ha. Càng ngày càng thông minh. Lại chó nữa. Quý vị muốn nói về chó? Dạ không. Mình nói đủ thứ chuyện ha. Nhảy từ chuyện Phật sang chuyện chó bất cứ lúc nào. Tôi không biết đó là sách gì, nhưng nó làm tôi mệt. Khi tôi thấy sách, tôi mệt. Lúc này đọc sách đối với tôi rất khó. Tôi có một tập thơ. Mấy bài thơ của tôi từ lâu lắm rồi. Họ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc Việt Nam hoặc từ tiếng Âu Lạc Việt Nam sang tiếng Anh và yêu cầu tôi duyệt lại. Đã 1 năm rưỡi, 2 năm rồi mà tôi vẫn còn nhai nó. Tôi không làm việc ở đẳng cấp đó được nữa, dường như rất khó. Đây là quyển cuối cùng, kéo dài thời gian quá mà vẫn chưa xong. Tôi có một quyển sách khác, tựa đề như là Tiểu sử của Yogananda. Tôi rất thích, nhưng không bao giờ đọc xong. Nên tôi mang theo khắp nơi, hy vọng là sẽ đọc hết. Tôi chỉ đọc một trang nào đó, rồi thần thức của tôi đi đâu mất. Sau đó tôi đọc lại, cũng dừng lại ở trang đó. Nhưng quyển sách đó toàn là chuyện có thật, nên tôi thích. Sao? Chúng còn thỉnh những ca khúc sư phụ hát được không? Bài hát? Hát á? À? Bài hát nào?
Bài hát nào tôi có nhiều, vài quyển. Dạ, kỳ tới chúng con thỉnh được không? Sao lại không? Lần tới. Không ạ, các bạn có hôm nay hoặc là mấy ngày nay. Ồ, không phải, vậy mà kêu là bài hát. Sư phụ à, âm nhạc thật du dương, cảm ơn, nhưng tôi nghĩ giọng hát không hay. Dạ hay. Cho vui thôi. Có thể được, cảm ơn. Có thể một ngày nào đó họ chỉnh lại hoặc làm gì đó rồi quý vị sẽ thấy. Cảm ơn. Quý vị là những thính giả rất tử tế. Hay thật à? Dạ, hay lắm. Thật sao? Con khóc. Cô khóc. Ồ, cảm ơn nhiều. Tốt hơn là mấy chú chó. Cưng nói sao? Tốt hơn mấy chú chó. Mấy chú chó chỉ ngủ thôi. Tôi thích câu chuyện vui về người viết kịch bản mới vào nghề. Anh chàng mang kịch bản đến cho đạo diễn xem. Đạo diễn nói được, anh đọc và diễn xuất để tôi coi. Kịch bản cho một vở kịch. Sau khi diễn xong, anh ta thấy đạo diễn đang ngủ gục. Anh ta nói, tôi mang kịch bản đến đây để hỏi ý kiến của ông. Ông có ý kiến gì để nói với tôi không? Đạo diễn nói, ngủ gục cũng là một ý kiến. Có mấy người mới làm nghề viết văn, viết một quyển tiểu thuyết, gửi cho nhà xuất bản và nói, ồ, tôi xin lỗi, trong lúc gấp gáp, tôi khi cảm hứng đến, tôi luôn quên dấu phẩy, dấu chấm. Xin vui lòng giúp tôi bỏ dấu vô. Nhà xuất bản hồi âm. Lần sau đừng mất công gửi bản thảo. Chỉ cần gửi dấu phẩy, dấu chấm là được rồi. Viết dở quá. Chuyện cười rất hay, tôi rất thích mấy chuyện vui khi có chuyện hay. Chuyện đó tiếng Âu Lạc Việt Nam, tôi dịch cho quý vị nghe. Còn gì nữa không? Thưa sư phụ, hình như là càng làm nhiều công việc, sư phụ càng trẻ ra. Hả? Giỡn hoài. Cưng ngồi xa quá, lại gần đây. Ngồi gần để kiểm tra thực tế. Tuy vậy, cũng cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cô rất tử tế. Sư phụ tao nhã. Tôi thích được trẻ và thanh tao. Cảm ơn nhiều nha. Đây, lấy vài viên kẹo nha. Không, cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn. Thật hả? Dạ. Có thể tại đắp một chút màu lên. Tôi không muốn làm phiền mắt quý vị nhiều. Nên thêm một chút màu sắc thôi. Cũng tốt ha. Đây. Ý con nói bên trong, không phải chỉ bên ngoài. Ồ, bên trong. Dạ, con nói thật đó. Làm sao cô biết được? Nếu không có màu, sư phụ vẫn giống... Nếu không có màu, tôi vẫn trẻ giống như em bé à. Cô tốt lắm. Tôi biết cô thành tâm. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Tôi cũng chúc cô được như vậy. Giống như con thú bị thương, cố gắng hết sức để đánh trả lại. Tôi đã nói với quý vị, mình chỉ còn vài triệu người ở phía bên kia thôi. Nhưng họ ở khắp mọi nơi, dân khắp nơi. Nhưng tôi cũng phải cho quý vị biết là chưa bao giờ họ mạnh như bây giờ. Trước kia tôi có vấn đề nhưng không có gì nghiêm trọng, rất chậm. Nhưng bây giờ hầu như là mỗi ngày hoặc mỗi tuần, không sao tin được là mọi việc đang thật sự xảy ra. Nhiều khi tôi cũng mệt, thân xác và đầu óc mệt mỏi. Dường như là như vậy, mọi thứ đều nhanh hơn. Dạ, đó là lý do. Tôi không sao tin được, nhưng đó là dấu hiệu tốt, có nghĩa là nghiệp chướng thay đổi rất nhanh. Ôi,
Cả ngày hôm nay, tôi như ở trong bãi chiến trường, phải nghĩ đến đủ chiến thuật để đưa vài người ra khỏi rắc rối, giải quyết vấn đề. Chúng làm vậy đó, chỉ là ma vương thôi. Cũng không phải tại họ, họ chỉ là công cụ thôi. Hết chuyện này đến chuyện nọ, hầu như mỗi ngày đều có chuyện. Hầu như mỗi ngày đều có vấn đề khi quý vị ngồi ở đây yên lặng. Còn tôi thì chạy hối hả. Công phu ở đây, công phu. Hiền chi ngày xưa các bậc thầy Thiếu Lâm phải có bắp thịt, có sức mạnh để bảo vệ giáo lý. Được rồi, thấy tôi vẫn còn trẻ hả? Đó là tin vui, tin vui. Chắc tại tập thể dục nhiều quá. Gồng cơ bắp và trí óc. Người ta nói thể dục giúp cho mình khỏe mạnh, trẻ trung đúng không? Tôi đánh trận mỗi ngày nên tôi khỏe. Đừng lo. Họ đang hấp hối, đó là lý do. Lực lượng phủ định đang hấp hối. Chỉ có một vài người thôi mà gây rắc rối. Thôi, không sao. Trò chơi thôi mà. Nếu nó liên quan đến tôi thật tình không để ý gì nhiều, nhưng họ không bao giờ bắt được tôi. Họ luôn bắt những người nhỏ, thấp, yếu. Có khi tôi la họ, hèn nhát. Có giỏi ra đây bắt ta. Lựa người cùng cỡ. Tôi đoán là họ không muốn đấu với tôi vì tôi trông rất nhỏ bé mảnh mai. Họ lo là cả vũ trụ sẽ cười họ. Họ chỉ lựa những gì liên quan đến tôi hoặc ở gần tôi để tấn công tôi. Họ thậm chí còn không đánh tôi nữa, không đánh trực tiếp. Khi tôi không có ở đây thì họ phá đạo tràng. Khi tôi không có ở đây thì họ gây rắc rối cho thị giả. Khi tôi không có ở đây, họ nhảy hàng rào vào bên trong, nói này nói nọ và hăm dọa, làm người ta sợ gần chết. Làm cho cả ngày giống như địa ngục vậy. Tôi phải bí mật gọi điện thoại. Bảo thị giả, đừng có lo. Đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn. Họ nói làm thế nào à? Tôi nói, tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn, cứ chờ đã, để tôi suy nghĩ coi. Ôi trời đất ơi! Được rồi. Tại sao quý vị muốn ở lại? Tôi cũng không biết. Chỉ vì thức ăn thuần chay Ấn Độ à? Hôm nay anh có cho chó ăn thức ăn thuần chay Ấn Độ không? Dạ thưa có. Họ có ăn không? Một phần ba phần nửa hay là sao? Một nửa. Dạ nửa chén. Ồ vậy tốt. Nhưng một nửa khoảng bao nhiêu? Như thế này à? Tôi nghĩ anh rất hào phóng. Anh cho họ rất nhiều thức ăn mà họ không bao giờ ăn hết được, đúng không? Tôi thấy ở bên ngoài họ ăn còn dư rất nhiều. Dạ, không sao. Mấy chú chim bồ câu sẽ ăn. Dạ, chim bồ câu, mèo, chuột. Dạ. Tiện quá ha. Anh ta nấu một nồi cả nông trại đều được ăn đầy đủ. Họ có vẻ khỏe mạnh cho nên thức ăn chắc phải ngon. Dạ, thưa sư phụ, nếu chúng con muốn được gần sư phụ để ở lại và chứng kiến trận chiến này kết thúc, không phải hôm qua, không phải ngày mai. Dạ không à, không phải vậy, không có nhanh đâu. Tôi ước chi là như vậy. Ồ, dù sao cũng cảm ơn anh, để chứng kiến thôi à. Tôi tưởng anh ở lại đi giúp tôi. Một người to con như anh chỉ đứng gần đó, hoan hô, tiến lên, cứ thế mà đánh. Quân tử quá. Không sao. Tôi nói đùa thôi. Chọc anh, tôi xin lỗi.
Anh không có ý đó, đúng không? Anh chỉ muốn được vui, muốn tôi được vui, làm xong việc. Dạ, xem kinh điển, rồi anh sẽ nói, à, xong rồi, sư phụ, xong rồi. Là vậy đó, thành công rồi. Có thể nói mình thành công rồi. Mình thành công rồi. Tôi không biết mình là ai, nhưng mình đã thành công. Mình đã hoàn thành. Mình đứng bên cạnh, mình vỗ tay. Quý vị thật là dễ thương. Mình thành công rồi. Mình đã thành công. Tôi mới nhớ ra một chuyện cười. Một đêm tối đen như mực, mưa gió bão vùng. Sấm sét bão vùng, mưa gió tối đen. Không thấy chi cả. Chỉ thấy được bàn tay trước mặt mình. Vậy thôi. Có một anh chàng xe bị hư nên phải ra ngoài quá giang. Anh ta thấy có nhiều xe chạy ngang nhưng không có xe nào dừng lại cả. Anh chàng ướt sũng, lạnh run, cảm thấy rất tuyệt vọng. Bỗng dưng có một chiếc xe từ từ chạy tới và dừng lại trước mặt anh ta. Anh ta mở cửa xe bước vào. Rồi chiếc xe bỗng dưng vọt lẹ. Anh chàng nhận ra là xe không có người lái. Anh ta sợ quá, hoảng hốt, không làm được gì cả. Nên ngồi đó cầu Thượng Đế. Thượng Đế ơi, xin cứu con. Bỗng dưng, anh ta thấy một khúc quẹo gấp trước mặt. Đường quẹo tuột dốc. Chiếc xe chạy rất nhanh. Anh ta van vái. Thượng Đế ơi, xin cứu con. Ai đó làm ơn xin cứu con. Anh bỗng thấy một bàn tay mở cửa. Điều khiển tay lái để chiếc xe chạy thẳng, không theo khúc ngoặt, chạy xuống đồi. Rồi bàn tay biến mất. Chiếc xe lại chạy tiếp, tới khúc quẹo kế tiếp. Chuyện giống vậy lại tiếp diễn. Một bàn tay thò vào điều khiển tay lái, rồi chiếc xe lại chạy thẳng. Anh chàng sợ quá, chịu không nổi nữa, mở cửa ra và chạy nhanh về thành phố gần đó nhất. Anh chàng vào thành phố, thấy một quán rượu. Ôi, cảm ơn Thượng Đế, ít ra ở đây có người. Anh ta bước vào và nói, Chúa ơi, rồi kể cho cả quán nghe chuyện gì đã xảy ra, như là chiếc xe không người lái. Rồi bàn tay luôn hiện ra ở khúc ngoặt và điều khiển tay lái vào phút cuối. Nên anh ta sợ quá, bỏ chạy tới đây. Sau khi anh ta kể xong câu chuyện, cửa quán mở ra, có hai người bước vào ướt sũng. Một người nhìn anh ta và nói, này Jock, coi kìa, hắn ta nhảy vô xe ngồi lúc mình đẩy xe xuống đồi, nhớ không? Trời tối quá. Chuyện này vui ha. Rất vui. Tôi thấy mấy người Pháp rất hào hứng. Người kế tiếp, mình có thể kể chuyện cười suốt đêm, cho bớt đau nhức trong người. Còn ai muốn gì nữa không? Nhân cơ hội lúc tôi đang vui. Nói thật đi, anh còn muốn ở đẳng cấp thứ ba nữa không? Không ha, không ai khờ đến vậy. Thấy anh có vẻ khờ, nhưng thôi, không nghĩ anh khờ đến vậy. Mọi người đều phải đi lên. Cảnh giới thấp ở đây rất đau khổ. Ngay cả đẳng cấp thứ ba cũng chẳng là chi. Đẳng cấp thứ tư vẫn còn rất nhiều đau khổ, đừng nói chi đến đẳng cấp thứ ba. Nhiều khi thói quen và mọi thứ làm mình đau khổ rất nhiều. Đầu óc gạt mình, làm mình đau khổ rất nhiều. Cái gì cũng làm cho mình đau khổ hết. Càng lên cao càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tôi đang ở đây, nên tôi hối thúc quý vị một chút, không thành vấn đề. Thân thể đau đớn một chút, đâu có sao. Người kế tiếp, còn ai nữa không? Người Pháp có hiểu hết không?
Hiểu hết. Tốt. Mấy người Pháp rất dễ thương. Làm cách nào để chúng con giúp sư phụ? Có gì chúng con làm được không ạ? Nếu chúng con thiền thêm như sư phụ đề nghị, điều đó có giúp gì cho sứ mệnh của Ngài không? Hoặc sư phụ muốn con làm chi khác không ạ? Thì ít ra nó cũng giúp ích cho quý vị. Thiền tùy theo khả năng của quý vị. Tôi rất tiếc là đôi khi quý vị biết về sự đau khổ, về thể xác và tinh thần của tôi. Nhưng không cần thiết, không cần thiết. Ma Vương nhiều khi cũng cố gắng tấn công quý vị bằng cách cho quý vị biết những chuyện như vậy. Nếu quý vị có một chút thần thông, ma sẽ cho quý vị biết. Đừng lo cho tôi. Tôi vẫn còn sống sót. Cỏ dại không bao giờ chết. Quý vị không hiểu. Dạ hiểu. Người Đức có câu, cỏ dại không bao giờ chết. Nên ta nói tôi là cỏ dại. Cỏ dại trông rất yếu ớt, khiêm nhường. Nhưng luôn luôn sống sót. Mùa đông trông có vẻ như là cỏ chết rồi, nâu úa hết, hầu như là bị tiêu hủy. Nhưng khi vài giọt mưa xuân nhỏ xuống, thế là cỏ dại mọc khắp mọi nơi, xanh mởn. Mình bước lên cỏ cả ngày, mà chúng vẫn sống. Thôi được rồi. Đồng chí mạnh giỏi. Mấy đồng chí của bác Hải. Tôi nói đùa với họ, quý vị không hiểu. Âu Lạc Việt Nam bây giờ đang ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Người sáng lập là Hồ Chí Minh. Hồ cũng có nghĩa là cái hồ. Họ gọi nhau là đồng chí. Nên tôi cũng gọi họ là đồng chí. Họ gọi bác Hồ cho thân mật. Không bao giờ gọi là Hồ Chủ tịch. Gọi cũng được, nhưng họ gọi là bác Hồ. Nên tôi thấy họ, tôi nói là mấy đồng chí của bác Hải. Thanh Hải. Bởi vì Hải có nghĩa là biển. Hồ là hồ nước. Nên tôi nói biển lớn hơn hồ. Nói đùa thôi. Không biết gì hết hả? Đồng chí. Đây. Thưa sư phụ, mấy ngày nay, sau khi sư phụ nói về khách sạn và hang động. Khách sạn? Dạ, khách sạn. Ở hang động. Ở hang động của Ngài. Trên núi phải rồi. Dạ, ở trên núi lúc ban ngày con nghỉ. Con không sao chấp nhận được là họ lấy đi của sư phụ. Không, họ không có lấy. Họ chỉ dời đi chỗ khác thôi. Con không sao chấp nhận được. Thượng Đế không thể làm những gì Ngài muốn làm cho địa cầu. Con không chấp nhận được điều đó. Con cứ từ chối thôi. Được vậy thì hay lắm. Tôi cũng vậy. Tôi cũng không chấp nhận được. Cô nghĩ tôi muốn chấp nhận sao? Vì nghiệp chướng của thế giới nên mới thành như vậy. Cho dù quý vị có là nữ hoàng hay là vua, nhưng nếu con cái quý vị phải làm gì trái với luật của chính quý vị đề ra thì sẽ có bồi thẩm đoàn phán xử. Quý vị không can thiệp được nhiều. Mình làm vua thì phải làm gương, công bình, chính nghĩa, hiểu chưa? Cũng rắc rối vì phải chống lại con của mình. Cho nên mình mới đau khổ. Phải làm một cái gì đó. Hoặc là hạ mình. Để nài nỉ bồi thẩm đoàn. Chia nửa vương quốc cho ai đó. Hoặc cho kẻ thù để chuộc lại con mình. Làm bất cứ gì có thể được. Không phải dễ. Ngay cả khi kẻ thù chấp nhận. Muốn nhận hết vương quốc của quý vị. Thay vì hành hạ con quý vị. Có khi họ không chấp nhận. Đó là cái giá của tình thương. Giống như hồi trước ở bên Anh, có nhớ ông vua đó không? Cách đây không lâu lắm. Vị vua đó tên gì nhỉ? Mấy người Anh. Ông ta từ bỏ ngai vàng vì tình yêu. Bởi vì nhà vua muốn cưới một quả phụ người Mỹ. Dạ, vua Edward. Đó là Edward thứ 8.
Mấy người Anh thật đáng xấu hổ. Cô ta là người Tàu mà nhớ hết. Bao nhiêu? 200. 200? 200 gì? Không, con quá hãnh diện. 200 điểm. Cô ta nói là cô hãnh diện nên bị trừ 200 điểm. Đừng khắt khe với mình như vậy. Thỉnh thoảng đùa một chút mà. Vua Edward yêu một quá phụ người Mỹ. Luật của nước Anh do chính nhà vua ký với quốc hội. Tất nhiên mỗi thời đại, ngay cả nhà vua cũng phải ký hoặc phải biết. Luật của nước Anh không cho phép nhà vua kết hôn với một quá phụ. Không phải quá phụ, mà là một người ly dị. Nên ông thoái vị, từ bỏ cả vương quốc, cả đất nước để đi theo tiếng gọi của con tim. Quý vị biết ha? Cho nên vấn đề của con tim là như vậy. Nhưng người ta luôn luôn tự nguyện làm. Ông từ bỏ ngai vàng vì không thể phục vụ cho đất nước mà không có người phụ nữ ông yêu bên cạnh. Rất cảm động. Nhưng cũng khó tin. Quý vị có làm vậy cho người mình yêu không? Chúa ơi, khó ha. Chắc rất khó cho ông ta. Người ta phán đoán chỉ trích họ, nhưng đối với ông ta, chắc là rất khó khăn. Để làm như vậy trước cả thế giới, những người mà đang theo dõi mình hả? Đó là một hình thức can đảm khác. Con có một câu hỏi, có câu hỏi. Trong lúc sư phụ... Lúc tôi sao? Lúc sư phụ đi Hy Mã Lạp Sơn, Ngài cố gắng tầm đạo, khai ngộ. Lúc đó sư phụ có biết có cảm tưởng là sư phụ sẽ tìm ra không ạ? À? Dĩ nhiên rồi, đối với sư phụ thật gian nan. Khó tìm được ai ở trên Hy Mã Lạp Sơn, tôi biết tôi vẫn cứ làm. Đi một mình trên Hy Mã Lạp Sơn chỉ mặc một bộ đồ kiểu quần sáp. Một cái túi ngủ. Có hai bộ áo quần sáp. Vải rất mỏng. Một áo len mà tôi không bao giờ mặc vì đi bộ đổ mồ hôi quá nhiều. Cho nên, có nhiều người đến sùng bái tôi. Họ nghĩ tôi là thánh nhân hay gì đó. Có bà mẹ muốn tôi cưới người con trai luật sư của bà. Người mẹ là bác sĩ, người cha là luật sư. Cả hai đều rất yêu mến tôi. Họ muốn con trai họ cưới tôi. Con trai của họ còn rất trẻ, tuổi 30. Còn con họ chắc 18 tuổi gì đó. Con trai họ cũng muốn cưới tôi. Tôi trả lời, xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi. Tại tôi đi một mình như vậy, không có ai đi một mình như vậy trên Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ mặc áo vải sợi bông mỏng mà đi. Ngày nào cũng đi, đường thì ướt sũng, chân tôi sưng phồng lên. Ứ, phòng bên trong đôi dài, thể thao mỏng và rẻ tiền. Nhưng tôi không cảm thấy chi cả, không cảm thấy có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn đi. Những gì mình cảm nhận thật mãnh liệt, mình không quản ngại sự khó chịu về thể chất, có cảm tưởng như không có gì quá đáng, mình cứ làm vậy thôi, rất là mù quáng. Quý vị nghĩ sao? Tại sao vậy? Trẻ và cương quyết. Gì vậy? Thưa sư phụ, Ngài có thể nghiệm bên trong hay là chỉ làm theo trực giác? Tôi không biết, cưng ơi, có thể là tất cả. Có khi do một chút thể nghiệm, có khi do trong lòng thôi thúc mãnh liệt. Mình cứ làm thôi, giống như là đang yêu vậy, hoặc là ám ảnh bởi viễn ảnh tương lai của khoa học. Và nhất định phải khám phá cho ra, phải phát minh một cái gì đó. Bởi vì không sao ngồi yên ở đó, không làm gì, phải làm. Ngay cả những người thường, cũng không hẳn là thường lắm. Quý vị có biết Evita không?
Bà ta cũng rất kiên cường. Bà chỉ là một người thường thôi nhưng tinh thần rất vững mạnh. Họ sáng tác một bản nhạc rất hay. Có thể từ diễn văn của bà. Quý vị biết bài hát đó phải không? Tôi nghĩ đó là từ diễn văn của bà. Đừng khóc cho tôi, Argentina, đại khái vậy. Tôi phải thực hiện cho bằng được. Đó là lý tưởng của bà ta. Tôi phải thực hiện. Tôi phải đổi thay. Không thể để cả đời dậm chân tại chỗ. Nhìn qua sông cửa, tránh ánh mặt trời. Nên ta chọn tự do. Bà nói là không thể tránh mặt trời suốt đời mình. Rồi ở trong bóng mát không làm chi cả. Chỉ là một người thường. Đó là tại sao bà phải làm những gì bà đã làm. Ngay cả người thường khi cương quyết có lòng khao khát để làm gì đó để thay đổi cuộc đời mình, thì không màng chi gian khổ, cứ làm thôi. Giống như là tiếng gọi. Tôi đoán vậy, cứ phải làm thôi. Tôi thích ca khúc đó lắm. Tôi thích lý tưởng đó. Hát giọng rất cao, còn tiếng hát của tôi không được cao. Quý vị hát thấp giọng xuống, xuống tông như giọng của tôi. Không cần tông cao lắm, hát tông thấp cũng hay. Được chưa, quý vị? Cứ ngồi như vậy à? Tránh nắng mặt trời. Thưa sư phụ, con xin cảm ơn sư phụ đã cho con thời gian hạnh phúc nhất đời con ở đây. Thật hả? Dạ, đúng vậy. Sư phụ lo lắng cho chúng con, nhưng vì chúng con không có cơ hội hoặc là thời gian để ngồi thiền với nhau suốt ngày, suốt đêm. Con không bao giờ nghĩ là con thiền qua đêm được. Nhưng con cảm thấy rất sảng khoái và có lúc sư phụ nói là ngài rất tiếc không đến gặp chúng con. Nhưng dù chỉ biết là sư phụ ở gần đâu đó, giống như một gia đình rất bận rộn. Người mẹ đi làm, mấy đứa con đi học về. Nhưng mình vẫn cảm thấy là người mẹ có ở đó, gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Giống như khi sư phụ viết, có thức ăn để trên bếp, mình thấy được. Đôi khi chúng con nghe sư phụ giảng nói chuyện với mấy chú chó, con có cảm tưởng. Đối với linh hồn của con không sao diễn tả được. Trước khi con gặp sư phụ, ngài đã rất nổi tiếng rồi. Khi đến nghe sư phụ giảng, con chỉ thấy sư phụ qua màn hình TV. Mặc dù màn hình trực tuyến sư phụ, nhưng quá nhiều. Nhưng bây giờ chúng con được nhìn và nói chuyện với sư phụ như vậy, thật là khó tin. Cảm ơn sư phụ. Nên quý vị nói chuyện với ngôi sao điện ảnh đây. Cảm ơn, nhưng không phải cái gì chiếu trên màn hình TV cũng hay cả. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi. Quý vị nghe thấy tôi nói chuyện với chó à? Không ạ, đôi lúc nghe như đây. Ồ, khi tôi mở cửa hay làm gì đó thì là như vậy. Dạ, hy vọng quý vị không nghe tôi hát trong điện thoại. Vì nhiều khi điện thoại đường dài không nghe rõ, người kia cũng không chú ý. Nên tôi phải la lên, hoặc người đó đang ở trong tiệm ồn ào. Mình không chờ lâu hơn được, nên phải nói chuyện rất lớn tiếng. Ôi, tiếng của tôi. Tôi thật tình mong là trận chiến này mau chấm dứt để quý vị thật sự chứng kiến. Trận chiến cuối cùng. Thôi được, đừng lo. Mình sẽ thắng. Mình đã thắng rồi. Chúng đang bị thương và đang gây rắc rối. Cho dù không có trung tâm, mình vẫn thiền được. Thiền ở nhà. Đừng để ý những chuyện đó. Dù không có chỗ để gặp tôi, quý vị vẫn có thể gặp tôi ở đây. Quý vị khao khát được gặp nhiều hơn thì sẽ được. Quý vị xem băng hình mọi thứ. Như vậy cũng là nhiều rồi. Ngày xưa rất khó để gặp. Bị minh sư bất cứ lúc nào. Nghe thôi cũng khó khăn. Lúc nào cũng phải nghe qua người khác. Do người xuất gia lặp lại hoặc từ bất cứ người nào. Đi đến đó rồi trở về kể lại, nhiều khi không còn nội dung như nguyên bản gốc nữa. Bây giờ quý vị nghe được ban thật chính gốc.
nên mừng là được như vậy. Nhưng nếu sư phụ thật sự cần một nơi, chúng con lúc nào cũng hoan nghênh sư phụ đến Slovenia và bờ biển Slovenia. Chúng con sẵn sàng mong chờ sư phụ. Ý con là nếu sư phụ nghĩ là có thể ở Âu Châu lâu hơn một chút, ở Hungary, ở rất gần, ở Âu Châu, được rồi, cách đây 500 cây số. Đó là vùng biển ở Slovenia. Oh, Slovenia. Ở đó rất đẹp. Tôi biết. Họ vẫn còn dùng xe số sàn à. Cảm ơn nhiều lắm. Người Slovenia rất dễ thương. Oh, ai mà biết được. Chỉ 500 cây số thôi à. Đâu có xa. Mình đi bộ qua đó bất cứ lúc nào. Chỉ có 500 cây số thôi, không có nhiều. Cứ nghĩ đi. Trời ấm à, đâu có xa phải không? Ở đó ấm, ấm hơn à? Ấm. Bây giờ ở đó mấy độ? Dạ, khoảng 18 độ. Ồ, vậy thì mình đi đến đó. Lên đường, tiến lên. 500 cây số, không có lâu đâu cưng. Dạ, khoảng 3 tiếng. Khi tôi còn nhỏ, học lớp mẫu giáo, tiểu học, ngày nào tôi cũng đi bộ hơn một cây số đến trường, rồi đi bộ hơn một cây số về nhà. Bàn chân bé nhỏ mềm mại, đôi khi không mang giày, tôi không thích giày. Vậy là 500 cây số. Mỗi cây số tôi đi khoảng một tiếng đồng hồ. Một tiếng khi tôi còn nhỏ, tất nhiên là 500 cây số. Tôi sẽ đi khoảng 500 giờ với tất cả quý vị đẩy từ phía sau và kéo ở phía trước. Chẳng bao lâu mình sẽ đến nơi. Slovenia. Nhưng ở đó mình có chỗ rộng không? Bởi vì họ sẽ đi theo tôi. Hơn 20 người. Cho 20 người. Mình giới hạn số lượng. Mình giới hạn số lượng mỗi lần 20 người ngồi nửa ngày rồi đi bộ về nhà. Chỉ đi bộ thôi vì không có chỗ để đậu xe. Slovenia nhỏ mà. Đi bộ thôi. Quốc gia đó cũng có bờ biển nữa. Ấm thật như vậy hả cưng? Dạ thật à. 18 độ, lạ quá ha. Còn bên Ý, Slovenia, không phải Ý, cách Ý thôi. Cách Ý 30 cây số. 30 cây số bờ biển hả? Dạ, khí hậu Địa Trung Hải. Bây giờ bên Ý cũng ấm à. Dạ, chúng con ở miền Nam. Miền Nam, nhưng Slovenia đâu có nằm về hướng Nam lắm đâu. Gần với Vince. Sư phụ có biết Tristy bên Ý ở đâu không? Không, gì vậy? Dạ, nó ở trước Vince. Phía bên kia biển. Ồ, hiểu rồi. Tại nó ấm hả? Phía bắc biển Atlantic. Luồng nước ấm chảy ngang qua hay là sao? Tùy luồng nước chảy qua đâu. Có khi luồng nước ấm làm cho quốc gia quý vị ấm. Dù quý vị sống gần Bắc Cực hay Nam Cực, nhưng có khi luồng nước làm cho ấm lên. Như ở Ái Nhĩ Lan, rất ấm. Nó gần nước Anh, nhưng nước Anh lạnh, còn Ái Nhĩ Lan thì ấm hơn. Nhưng vì ở trong cộng đồng Âu Châu nên ấm hơn. Con nghĩ là mình vì mình có cảm tưởng ở chung một quốc gia, chúng ta thuộc tốt. Một loại tiền chỉ là, đúng vậy, chúng con có cảm tưởng mình là một. Thật tuyệt vời, bây giờ người Âu Châu, thật tuyệt, tốt quá. Miễn là nghiệp chướng tránh xa. Và quý vị còn ở lại. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, mọi việc bây giờ xảy ra nhanh quá. Tôi không có thời giờ để phân tích, không sao, không thành vấn đề. Nếu tôi đi thì tôi sẽ đến đó, còn nếu tôi đến đó thì tôi sẽ đi, được chứ. Cảm ơn lời mời của quý vị. Không đến nỗi tệ, phải không? Quốc gia nhỏ, có núi, có biển, dân chúng hiền hòa. Lại ở Âu Châu. Còn muốn gì nữa? Ở đó có Phật chưa? Chưa. Phật đâu rồi? Chúng con thắc mắc tại sao lại không có. Tôi cũng vậy. Có thể sắp có, không thành vấn đề.
Tôi nói đùa thôi. Cứ gia nhập hội, nhiều nước khác cũng không có. Hội những quốc gia không có Phật, nhưng quý vị đang trên đường tới đó, nhiều người đã leo lên cao lắm rồi, thật tuyệt. Quý vị nghĩ từ đẳng cấp thứ ba lên thứ tư chỉ là một đẳng cấp. Ôi, một cảnh giới rộng lớn và mênh mông lắm. Nếu quý vị lên được một phần triệu của một đẳng cấp, như vậy cũng là chuyện lớn lắm rồi. Quý vị không biết đâu. Nếu quý vị mất đẳng cấp nhanh thì thật là đáng tiếc. Giống như khi mình leo núi. Đã đến gần đỉnh rồi lại trượt xuống, xuống tận dưới chân núi. Trầy da, thật là kinh khủng. Phải lâu lắm mới leo lên lại được. Trước tiên phải hồi phục đã, rồi mới... Thôi không sao, đừng lo. Sẽ có ngày mọi người đều đến đó mà. Hãy cố gắng hết sức mình thôi. Quý vị thiền suốt đêm ở đây được à? Dạ được. Quý vị cảm thấy ổn chứ? Không thể tin nổi. Chính tôi cũng không tin nổi. Quý vị mà thiền qua đêm được à? Cả ngày à? Chúng con vẫn còn ngủ gục. Không sao. Tôi biết mà, tôi biết mà. Tôi nghe được từ toa xe. Không cần phải đến đây. Âm nhạc réo rắt bên tai. Âm thanh khác nhau, cảnh giới khác nhau. Thôi đừng để ý. Nữa à? Đâu rồi? Cưng cẩn thận nha. Thông minh quá. Tốt hơn hết là ra ngoài. Đừng trốn ở đó. Đây rồi, cứ ở đó đi. Lì quá, không muốn đi. Đây, đây. Úp hai bàn tay lại. Chú không cắn đâu. Làm như vậy để chú không bay đi. Mở cửa sổ đằng sau cho cô ta. Thả cho chú đi ra để chú không chết. Vì nếu mình đạp lên chú sẽ than phiền. Những người bắt bạo động. Tại sao lại giết tôi? Tôi cũng thấy rất vui. Tôi vui khi ở gần quý vị. Vì quý vị có cùng một lý tưởng, mặc dù đẳng cấp khác nhau. Nhưng quý vị có chung một lý tưởng là thăng hoa bản thân và các chúng sinh khác. Như vậy, rất là cao thượng. Có người có khái niệm mạnh hơn về mục tiêu đó. Có người có khái niệm ít hơn. Nhưng tất cả quý vị đều có, đều biết. Tất cả quý vị đều cùng một bản năng. Đều biết mình muốn điều đó, thật sự không muốn gì khác ở thế gian này nữa. Quý vị đùa giỡn với nó, ăn nó, chơi với nó một thời gian. Nhưng trong tâm quý vị biết đó không phải là những gì mình muốn. Đương nhiên, tôi rất vui khi ở gần quý vị. Tôi thấy vui, rất hãnh diện là quý vị ngồi suốt ngày suốt đêm, thỉnh thoảng quý vị có ngáy, nhưng chuyện đó bình thường. Con người là vậy. Tôi mừng là mặc dù quý vị ngáy, quý vị vẫn ngồi. Tôi không biết bằng cách nào nhưng quý vị ngồi và ngáy. Những chúng sinh đặc biệt. Tìm đâu ra những người như vậy? Trên cả hành tinh này, ngồi rất thẳng lưng như một vị Phật vậy. Không tin nổi. Trông rất hoàn mỹ. Con xin hỏi, con có một thể nghiệm. Thể nghiệm. Con xin nói tiếng Đức được không ạ? Được. Con thấy một đường cong. Có hàng ngàn ánh sáng đang đợi chúng con. Con không biết là có thật như vậy không? Có thật, đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta còn phải đi xa hơn, đi lên cao hơn. Thể nghiệm thật tuyệt vời. Khai vị một chút thôi. Tiếng Đức chữ khai vị là gì? Appetizer, hả? Dạ, appetizer. Appetizer. Tôi lúc nào cũng thích tiếng Đức. Họ nói như là hát, hát, hát. Mình phải có lệnh. Bươm bướm. Tôi đau bụng. Âm hát rất mạnh. Cô thích vậy ha? Con sống ở Đức. Cô sống ở Đức.
Cô ta biết nó ra sao. Cô ta biết tao nói sự thật. Tôi cũng tuyên thệ phải giữ năm giới. Như quý vị, tôi không nói dối. Có những người Đức, họ nói rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng có người thật sự dùng thanh quản rất là nhiệt tình. Anh yêu em lắm. Lãng mạn quá. Thậm chí chỉ tỏ tình không thôi, mà phải anh yêu em. Quý vị thấy mắc cười ha? Mấy người sống ở Đức đều hiểu. Đúng không? Tôi muốn xem TV. Tôi phải xem TV. Tôi phóng đại một chút, nhưng có những nông dân, người miền quê họ nói giống vậy. Nhưng thơ của Goethe thì rất hay. Tôi yêu tiếng Đức vì thơ của Goethe thì. Ngôn ngữ thật mỹ miều, thơ rất tuyệt vời. Em có biết nơi hoa chanh nở rộ, đúng không? Dạ đúng. Ôi, bài thơ dài lắm, tôi quên rồi. Em có biết chăng nơi đó, cùng với em, người tình ơi, ta muốn cùng đi. Ôi trời! Quý vị thích lắm hả? Không biết gì về tiếng Đức mà cũng cười. Nhưng quý vị đều là láng giềng. Quý vị không hiểu người Đức nói gì. Nhất là sau một vài đồ uống, bia. Bia gì? Lễ hội bia. Tôi biết, nhưng lễ hội bia. Vài cốc bia trong lễ hội bia. Tháng 10, lễ hội bia là như vậy. Họ không nên nói là cốc mà nên nói là vại thì đúng hơn. Một vại bia thật lớn. Họ nốc hết. Rồi đi nhà vệ sinh xong, trở ra lại nốc tiếp. Họ ca hát rất là vui vẻ. Quý vị cũng có thể uống bia Radler không cồn thì không phải nói như vậy. Người Đức dù sao cũng rất dễ thương. Nếu mình biết về họ, họ thật sự rất tử tế, rộng lượng. Rất là rộng lượng, họ tốt, thật lòng. Không giả bộ, không đạo đức giả. Họ là những người rất giản dị, thẳng thắn. Tôi quý mến họ lắm. Cho đến bây giờ, tôi chưa gặp người Đức nào xấu. Chỉ những người tốt thôi. Sao đó? Chuyện gì vậy? Có gì nữa không? Tôi không biết nói gì thêm. Có chuyện cười gì cho tôi không? Tôi hơi buồn là tôi quên hết mấy chuyện cười. Có người mệt, bỗng dưng cô ta ngồi dậy. Nên tôi nghĩ, ồ, cô ta sắp kể chuyện vui hoặc gì đó, nhưng cô ta chỉ rướn người ta thôi. Dạ, con có một câu chuyện cười hả? Kể đi. Chuyện khôi hài về nhạc sĩ, một người Tàu chơi đàn tranh. Đàn tranh nó có nhiều dây. Dạ, có nhiều dây. Được rồi, có 12 dây, có cái 16 dây. Ông ta nghĩ mình đàn hay lắm, nên rất tự mãn và rất thích trình diễn trước công chúng. Có một ngày ông ta đàn ngoài chợ. Nhiều người đến nghe. Ông đàn xong một bản, có người bỏ đi. Ông đàn xong hai bản, lại có thêm người bỏ đi. Bỏ đi? Dạ, bỏ đi. Sau nhiều bản, chỉ còn một bà lão ngồi ở đó. Ông ta rất hãnh diện. Cảm tưởng như là, ồ, đây chắc là tri kỷ của mình. Thế là ông ta đến hỏi bà cụ. Thưa cụ, chắc cụ là người am hiểu được âm nhạc của tôi. Bà cụ đáp, không có đâu. Nãy giờ,
Ông ngồi trên ghế của tôi. Bà cụ chờ để mang ghế về nhà. Trời đất, ha 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 ha. Hay. Còn hơn là không có chuyện gì hết, quý vị chỉ ngồi đó không có chuyện cười nào hết. Người ta kể chuyện cười mà cũng không vỗ tay. Lúc này có ai đang ngồi trên ghế của tôi không? Ở lại gì? Cô ấy nói nhiều năm cũng được. Ở đây nhiều năm à, vui phải không? Tại sao lại không? Cứ vui đi. Cuộc đời lúc nào cũng làm cho mình đau khổ, nên nếu ở đây được, vui được thì cứ ở. Quý vị ở bao lâu cũng được, tôi không màng. Con có một chuyện, không hẳn là chuyện cười, nhưng là chuyện có thật. Cách đây 30-40 năm, bên Ý có một trận cháy rừng rất lớn. Sau khi dập tắt lửa, họ vào bên trong để xem lửa bắt đầu từ đâu. Họ vào đó xem, thấy một người mặc đồ lặn. Anh ta mang mặt nạ, chân vịt, bình dưỡng khí, mọi thứ. Anh ta bị chết cháy. Người ta không biết anh ta vào trong đó bằng cách nào. Vậy quý vị đoán đi. Suy nghĩ tại sao lại có một người mặc đồ lặn nằm chết giữa một khu rừng bị cháy. Cháy. Thử trí thông minh. Tại sao? Anh chàng này có ý kiến. Đưa micro cho anh ta. Đây. Con nghĩ là vì trực thăng chữa cháy. Họ múc nước từ biển. À, nên vớt luôn anh chàng đó. Anh ta là thợ lặn mà bị vớt lên. Anh nói trúng rồi. Nói sớm quá vậy, ông ơi. Mình đang đợi vài người ngốc nói trước để cười họ. Nhưng anh làm hư hết mọi chuyện rồi. Thôi không sao, tốt lắm. Tôi cũng nghĩ vậy. Cứu một khu rừng nhưng làm chết một người. Có khi mình vụng về như vậy đó. Không phải là chuyện cười đâu nha, chuyện có thật. Nhưng họ làm cách nào vậy? Múc nước biển, rồi múc luôn cả người đó. Ông ta cũng không nói năng chi. Dạ, không nói được, không nói được. Mình nằm trong cái thùng bự dưới trực thăng, không trèo ra khỏi thùng được và cũng không gõ cửa được. Trời đất ơi, nhưng anh ta nhảy xuống biển lại được mà. Có mang đủ dụng cụ rồi. Dạ, con không biết. Khó lắm. Cái thùng chắc là to. Chắc cái thùng đó rất to. Giống như chuyện đồng tu kể tôi nghe. Tôi cũng kể cho quý vị nghe rồi. Có chú chuột đang chết chìm trong một lưu rượu rất lớn. Chú chuột kêu cứu. Biết chuyện này rồi hả? Dạ chưa. Có một chú chuột. Chú rớt vô một lưu rượu. Kêu la để thoát ra khỏi đó. Một chú mèo đi ngang qua nói. À, coi cái gì ở đây nè. Một con chuột trong lưu rượu. Chuột nói, anh mèo ơi, xin thương xót giùm tôi. Anh làm ơn giúp tôi ra khỏi đây rồi, anh ăn thịt tôi cũng được. Mèo nói, ha, chưa từng nghe chuyện đó bao giờ, chuột mà lại dâng mạng cho mèo. Chuột nói, không, không. Tôi nói thật, nếu tôi chết chìm trong đây thì cũng uổng phí cả đời tôi. Nhưng nếu anh cứu tôi, thì ít ra đời tôi cũng có ý nghĩa là anh ăn thịt tôi và được vui lòng. Bởi vậy, anh làm ơn vớt tôi ra, tôi sẽ để cho anh ăn thịt tôi. Mèo nói, mi hứa nha. Chắc chắn rồi, anh muốn gì tôi cũng hứa hết. Nhưng tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh ăn. Mèo nói, được lắm. Chú mèo thả đuôi vào lưu rượu, bảo chú chuột ngậm đuôi mình. Rồi chú mèo vớt chú chuột ra. Vừa ra khỏi lưu rượu, chú chuột chạy như bay vào một cái lỗ. Rồi nhìn ra ngoài nói, cảm ơn anh nhé. Chú mèo nói, ê ra đây nghe bây giờ. Mi đã hứa để cho tan thịt nhà ngươi ra đây. Mi đã hứa rồi. Lời nói danh dự của Mi đâu, chuột nói, ồ anh đừng mừng tôi nha, lúc nãy tôi sai nên nói bậy. Sai quá nên nói bậy. Viện cớ. Vậy thôi nha. Quý vị nhắc tôi, mấy chuyện cười cũng tốt. Nhưng câu chuyện đó ghê quá.
Tôi không muốn làm người thợ lặn đó đâu. Làm sao mà lại xảy ra được? Chắc phải là nhân quả, chuyện hy hữu. Cả một đại dương rộng lớn hoặc sông gì đó, trực thăng phải vớt đúng người đó. Có độ lặn và đủ thứ như vậy không tin nổi. Nhân quả, hả? Chắc phải là nhân quả không thoát khỏi. Chuyện khó tin. Nếu phải chết vì lửa, thì dù có chạy ra biển, vẫn bị vớt ra khỏi biển rồi chết cháy ở đó. Nhân quả không sao tưởng tượng được. Không sao giải thích được. Quý vị có vui không? Mấy đồng chí đằng đó. Có người nằm ngủ, thoải mái quá. Thôi được rồi. Nãy giờ tôi ở đây bao lâu rồi? 2 tiếng, nói cười lung tung. Nhưng mình vui ha? Dạ vui. Vui được rồi, bây giờ thoải mái rồi. Mình ngồi thiền một chút. Tôi thương quý vị, chúng con cũng thương sư phụ. Có thể tôi sẽ trở lại. Tôi đi gọi điện thoại rồi sẽ trở lại. Tôi hy vọng vậy. Nhiều khi chuyện này đưa đến chuyện nọ không bao giờ dứt. Nhưng không sao, tôi thương quý vị. Quý vị ở trong tim tôi, ở đây, ngay đây, ngay đây và ngay đây. Tôi yêu thương người. Người nằm sâu trong trái tim tôi. Sâu đến nỗi người trở thành một phần của tôi. Tôi yêu thương người. Kẹo thuần chay. Tôi nghĩ quý vị không cầu nguyện để được khai ngộ, chỉ cầu được kẹo thôi. Còn một ít ở kia, bên trong còn nữa à? Đủ chưa? Còn thêm ở đây. Đây, đây. Truyền cho những người khác. Remember, girl, you are